Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đến gần Chúa Giêsu mà hỏi: Chớ thì ai là người cao trọng nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một em bé lại, đặt nó giữa các ông và nói: Thật, thầy bảo anh em, nếu anh em không quá nên như trẻ nhỏ, anh em không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là người lớn nhất trong nước trời. Và người nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận chính thầy. Anh em hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những em bé mọn này, vì thầy bảo anh em, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy. Anh em nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con kia trên núi để đi tìm một con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thầy bảo anh em, người đó vui mừng vì con chiên tìm được hơn 99 con không thất lạc. Cũng vậy, cha anh em trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời hay Chúa. Kính thưa cha Nhật, kính thưa cộng đoàn, tôi thích đọc tên ông Ngô Đình Khả, nhưng khi mình đi sang cái đất nước tiếng Anh này nó bỏ hết dấu đi, nó cứ đọc ông là Đinh Kha Nguyên. Cái hôm tôi lên bệnh viện, tôi cũng phải nói với văn phòng cho tôi vào cái phòng của Đinh Chiên Nguyên. Đọc không có dấu, nghe nó bực lắm. Mà khi tôi đọc chữ Nguyễn Đình Khả, tôi có muốn đọc đi đọc lại, là vì cái chữ đó có cái dấu hỏi thật dễ thương. Người có khả năng làm được mọi việc. Hay là Phan Thị Mai, một cái tên. Hay Nguyễn Đình Tiến, hay là Nguyễn Đình Thiều, Nguyễn Đình Thông, vân vân, anh em của anh Tiến. Cái bài tin mừng hôm nay dành cho lễ Thánh Maximilian mà lại trùng hợp với trường hợp của chúng ta. Chúa không bỏ ra bất kỳ ai. Thứ bảy cách đây 2 tuần, chính ông Khả gọi tôi lên bệnh viện lúc 11 giờ khuya và tất cả gia đình có mặt để cầu nguyện cho anh, để anh đón nhận ơn Chúa qua bí tích dầu. Chúa đi tìm từng con chiên. Dĩ nhiên Chúa không có tay có chân, Chúa nhờ người cha người mẹ kêu cầu. Chúng ta thấy sự đó xảy ra rất nhãn tiền và rất nhiều lần. Và anh ra đi bình an, tôi tin như vậy. Anh đón nhận những cái bí tích cuối cùng trong cuộc đời để được xóa sạch mọi tội lỗi. Hôm nay chúng ta nói về chết vậy, bởi vì lễ của một vị linh mục dòng Francisco chấp nhận chết. Quý vị biết Đức Quốc xã rất tàn ác, họ có chương trình tiêu diệt người tù nhân. Mặc dù họ không có tội gì, chỉ có một tội là có dòng máu Do Thái, cho nên tìm cách giết thì không có lý do gì. Họ không chống đối, họ không bạo loạn, họ không chui rào đi trốn. Cho nên mỗi ngày sắp hàng ra đi, đi từ sáng cho tới trưa, ai xỉu cho vô phòng hơi ngạt. Thế rồi lần người tù, ai theo dõi câu chuyện của Marie Curie thì ông ta nói mấy người tù mới nghĩ ra cái cách là đi gần nhau, sát nách nhau. Thế là không ai xỉu nữa hết. Mấy cái người bị xỉu được người ta, mấy người khỏe hơn dìu đi. Sau này nó biết, nó cho đi hàng một. Và mỗi ngày nó giết đi vài chục người. Có một điều luật, hễ đội nào có một người trốn thì 10 người trong đội đó bị tử hình. Và hôm đó một cái đội đi trốn. Thế là viên thiếu tá SS chỉ huy trại cho lệnh giết 10 người trong đội đó. Người ta đi cứ thấy mặt ai là người ta chỉ thôi, không cần biết trước có bản án. Thế là chỉ tới một người trung sĩ gốc Hòa Lan.
Anh ta bước ra và anh ta sợ hãi nói: Xin tha cho tôi đâu làm gì sai. Xin cho tôi được sống sót trở về với vợ và con tôi. Thì tên sĩ quan SS trả lời: Có thằng nào chết thay cho mày thì tụi tao tha. Trong hàng ngũ có người giơ tay, đó là linh mục Maximilian Kolbe nói: Tôi không có vợ con, xin cho tôi chết thay cho anh ấy. Đó là câu chuyện mà mình nói hôm nay. Vậy một người chấp nhận cái chết, anh Tiến cũng chấp nhận cái chết do cơn bệnh ngặt nghèo. Vậy chết là gì? Tôi phải nói, tại vì cái văn hóa Á Châu của mình thì sống và chết là hai mặt của một đồng tiền, không thể thiếu được. Đồng tiền nó có mặt có hình và mặt có chữ. Nếu thiếu một trong hai, đồng tiền mất giá trị. Cho nên có sống thì phải có chết, không thể từ chối được. Cũng giống như cái tư tưởng lưỡng nghi sinh tư tưởng sinh bát quái. Đó là thuyết âm dương của trời đất mà Á Châu của mình đã thấm nhuần. Có ngày thì phải có đêm, có nam phải có nữ, có sinh phải có tử. Cho nên chết là gì? Tôi cũng đi tìm không ra, không ai có kinh nghiệm được. Bởi vì mấy người ra đi, như anh Tiến anh đi là anh đi luôn. Anh đâu có về anh kể lại cho mình chết là cái gì? Khổ vậy, không ai có kinh nghiệm. Nhưng theo nghiên cứu của sách vở thì nói chết là một trạng thái của tự nhiên. Khi một sự vật chuyển từ hình thức tồn tại, hiện hữu, sinh hoạt, sinh động để sang một hình thức cũng tồn tại nhưng không còn giác quan, bất khả giác, bất động, bất hiện hữu, nghĩa là biến mất. Nói cách khác, chết không phải là kết thúc mà là sự chuyển tiếp, chỉ là một sự biến đổi trên một chặng đường vận động không ngừng nghỉ của vạn vật trong vũ trụ này, thì đó là điều tự nhiên rồi. Vậy thì tại sao ai cũng sợ chết? Sợ thiệt. Có ba lý do khiến mình sợ chết. Một, vì không ai biết gì về cái chết, không ai biết gì rằng chết rồi đi đâu, không ai có kinh nghiệm cả, nên mọi người tìm cách tránh xa chừng nào tốt nữa. Các đế vương phong kiến từ thời Trung Quốc cho đến ngày nay trên khắp thế giới, những người giàu vẫn cố đi tìm thuốc để kéo dài tuổi thọ. Tần Thủy Hoàng cũng đã gửi những ngự y, lương y đi khắp thế giới để tìm thuốc trường sinh. Nhưng người nào đi cũng trốn luôn, là vì tìm không được mà trở về là chết dưới tay Tần Thủy Hoàng. Ai cũng muốn lùi cái chết lại bằng phương tiện y khoa, men. Nhưng cái chết cứ lù lù mà đến. Có muốn tránh, nó vẫn từ từ đi đến với bất kỳ ai. Không ai tránh được, không ai được miễn trừ. Như thế là càng sợ, là vì mình tránh mà không được cho nên mình sợ. Do đó mình kiên kỵ, tránh nhắc tới chữ chết. Mình gọi là qua đời, sinh thì. Phải nói tới chữ chết, kể cả văn hóa của Nhật và Trung Quốc, chữ tứ người ta muốn đọc bởi vì nó trùng với chữ tử. Chữ si bên tiếng Nhật, cái âm của nó cũng là số 4, cũng là tứ, mà sinu cũng là chết. Họ sợ, không dám đọc. Nhưng mà không có một thế lực nào ngăn được cái dòng chảy bất tận của tạo hóa. Sinh tử, sinh tử. Dòng chảy ấy sẽ cuốn phăng hết mọi nỗ lực rất ấu trĩ của con người tìm cách ngăn chặn cái dòng chảy đó và thay đổi nó, nhưng không bao giờ được. Có sinh ắt phải có tử. Một em bé ra đời nắm chắc trong tay, một ngày sẽ chết. Vì vậy, lý do thứ nhất, ai cũng sợ. Sợ không có xấu hổ gì. Thứ hai, vì ai ai cũng sợ mất. Mất đéo phải chết. Con người luôn khát khao được chiếm hữu. Chiếm hữu là bản tính chính yếu và tự nhiên trong tận đáy lòng vô thức của tất cả mọi người. Cho nên ai cũng muốn có thêm, có về tình cảm, vật chất, tiện nghi, vân vân. Và không ai muốn mất những cái có.
nhất là mất những người thân, mất địa vị, mất lạc thú, mất tiền của. Bởi vì ai trong chúng ta cũng thèm khát được chiếm hữu. Cho nên chúng ta sợ mình chết thì mất hết tất cả những người thân, mất luôn cả trí thức, mất luôn cả tình cảm, mất luôn cả vật chất. Người chết đâu mang gì theo. Bây giờ trên tay anh Tiến chỉ cầm có xu chuỗi, có thể là mình đưa cho anh cầm thôi, chứ anh ra đi không cầm gì hết. Sự chết chuyển mọi thứ thành phi giác quan, không còn biết gì. Bây giờ đau đớn đâu có, cơn đau hành hạ ảnh trong bao lâu bây giờ hết. Sự chết biến chúng ta không còn khả năng để thụ hưởng, đâu có biết ăn ngon nữa. Sự chết xóa đi tất cả những gì chúng ta hằng yêu thương, những người thân nhất trong gia đình. Cho nên chúng ta sợ vì sợ mất. Điểm thứ ba, tại sao người Kitô hữu cũng có sợ chết? Câu trả lời rất là dễ, là vì chết là về với người đã sinh ra mình, nhưng vì mình còn thấy ở xa cho nên sợ không dám về. Chúng ta còn xa Chúa, chúng ta sẽ sợ không dám về. Linh mục Maximilian Kolbe gần Chúa, ông đi chết thế cho một người khác. Cái ngày phong chân phước cho ông, cái vị trung sĩ Hòa Lan đó đi sang tận Roma để dự lễ, là vì nhờ ông ấy chết thế mà anh ta còn sống. Linh mục Maximilian không sợ chết, là vì tâm hồn linh mục ở gần với Thiên Chúa. Còn chúng ta sợ chết là vì trong tâm cảm chúng ta còn nhiều kẻ thù chắc, còn nhiều nợ nần chắc, kẻ mắc nợ hay là mình mắc nợ người khác. Chính vì vậy, người quyền quý, độc tài như Tần Thủy Hoàng mà chết không dám biết cho người khác biết cái mộ mình ở đâu, là vì sợ kẻ thù tháo trở, phá mộ, lật sắt quan tài lại. Đó là những cái niềm tin vu vơ mê tín, nhưng rõ ràng là sợ. Nhưng thưa quý ông bà, chết không phải là hết. Cho nên người Việt Nam gọi là sinh thì, tức là thời gian để sinh ra cho một cuộc sống khác. Chết là một phần của cuộc sống. Vậy việc chúng ta cần phải làm là không thể tránh né được, mà phải tìm cách chào đón cái bước chuyển tiếp đó một cách êm ái. Chào đón cách nào? Sách Tu Đức khuyên có hai cách. Một là hãy chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Mấy người trẻ nghe sẽ nói cái ông cha Hồng vô duyên. Hồng đúng, mà tôi cũng thấy nếu các bạn trẻ nói tôi vô duyên cũng đúng. Là vì tôi mãi năm ngoái 69 tuổi tôi chưa chuẩn bị cái chết thôi. Đến khi tòa giám mục đến tận nhà xứ bắt tôi và cha Huỳnh phải ngồi xuống, không được đi đâu nữa, dành nửa tiếng để viết di chúc. Lúc đó mình mới nói chết mẹ rồi, sắp mình sắp chết rồi. Thật sự rồi người ta trở lại kiểm lại coi mình viết thế nào, cái đám tang của mình sẽ hát bài gì, đi đâu. Hóa ra người ta bảo hãy chuẩn bị chết. Tôi cũng có viết, nhưng mà cái tủ súng của tôi không biết tôi để lại cho ai. Tôi đang tìm người để đâu mấy cây súng của tôi. Ai có license xin đăng ký tôi trao lại hết. Việc chúng ta làm là phải chuẩn bị cho mình cái chết thật chu đáo, như di chúc tang lễ. Và mỗi ngày hãy sống và nói, sáng thức dậy nói, hôm nay có thể là ngày cuối cùng của đời tôi. Hãy nói đi, rồi sẽ thấy mọi chuyện khó khăn bên đời nó thành nhẹ, mọi nghịch cảnh sẽ thành êm ái. Điểm thứ hai, mỗi ngày hãy tập sửa đổi bản thân, tức là tu thân. Tu có nghĩa là sửa lại, chứ không phải tu là đi tu. Sửa những sai lỗi của mình, như tính ích kỷ, tính nóng, tính hay đam mê, nghiện ngập, vân vân, tính gian dối.
hãy chuẩn bị chào đón cái chết như chuẩn bị để gặp lại một người bạn tri kỷ mà lâu năm không gặp. Nghĩ tới đó sẽ thấy hơi sợ sợ, vì thần chết được ta vẽ là cái đầu lâu, có cái áo choàng đen, cầm cái lưỡi hái. Ôi trời, tôi nghĩ thần chết không có thứ ghê vậy đâu, chắc anh ta đẹp lắm, hấp dẫn lắm, cho nên mới có người mến anh ta. Nhưng cái tư tưởng cuối cùng là mình chấp nhận cái chết một cách vui vẻ, là mình đón nhận thánh ý Thiên Chúa, là mình cộng tác vào công trình tuyệt vời của tạo hóa. Có sinh, có tử. Chính Chúa Giê-xu có sinh ra, Ngài cũng đã chấp nhận cái chết lúc mới 33 tuổi, còn trẻ hơn anh Tiến nhiều. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, đặc biệt như tôi nói đầu lễ, chúng ta cầu nguyện cho anh, nhưng tôi thấy an tâm, anh nhận mọi bí tích cuối đời bình an. Vậy chúng ta cầu nguyện cho ông Nguyễn Đình Khả, bà Phan Thị Mai và cả gia đình, anh em họ hàng thân thuộc. Và chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, để mỗi người biết chuẩn bị cái chết, đừng sợ, biết chào đón cái chết, biết sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng, the last day of your life. Thân chúc anh Tiến đi bình an. Anh cứ đi, anh nhìn lại sẽ thấy cha, thấy mẹ, thấy anh chị em. Hãy giúp đỡ họ. Anh không giúp được bằng vật chất, nhưng tình thương anh sẽ còn. Tôi chúc anh về với Chúa bình an.